Nam ca sĩ Đức Phúc vừa phát hành MV Tết là đông mới vui. Trái với những giai điệu ballad đầy tâm sự, trong lần trở lại này, Đức Phúc khiến người hâm mộ thích thú với giai điệu sôi động và vũ đạo đáng yêu. Sản phẩm lần này thực hiện bởi đạo diễn Kawai Tuấn Anh và cũng đánh dấu lần đầu tiên giọng ca hơn cả yêu hợp tác với rapper Jidaki. Ngoài Đức Phúc và Jidaki, MV còn có sự góp mặt của diễn viên Khánh Vân, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cùng dàn diễn viên đủ mọi thế hệ. MV tạo điểm nhấn bằng điệu nhảy tinh nghịch và vui nhộn, mang không khí Tết đến xuân về tới V-pop dịp cuối năm. Điệu nhảy từ động tác quen thuộc của chú mèo gợi nhắc đến Tết Quý Mão năm 2023, rất vui nhộn và dễ thực hiện, hứa hẹn sẽ có nhiều bản cover đáng yêu trong dịp Tết này. Thông điệp mà MV muốn gửi gắm tuy đơn giản nhưng chân thành và gần gũi đối với mỗi người Việt, vì Tết đối với nhiều người chính là dịp để quây quần bên gia đình, người thân và bạn bè. Sau chuỗi 15 MV Hạnh Phúc Máu qua phần thể hiện của 16 nghệ sĩ, ekip phim Hạnh Phúc Máu đã tung MV nhạc phim chính thức mang tên Một Bước Vô Tình qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Trần. Đây cũng là lần tái xuất với nhạc phim của nữ ca sĩ Trần Thu Hà sau 7 năm không nhận lời hát nhạc phim. Ca khúc Một Bước Vô Tình do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác có giai điệu buồn da diết đúng với màu của phim Hạnh Phúc Máu. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, nhà sản xuất phim Hạnh Phúc Máu đã nhờ anh sáng tác hướng tới chất giọng của Hà Trần vì tâm đắc loạt ca khúc nhạc phim mà nữ ca sĩ từng thể hiện trước đây như Lời Ru Cho Con, nhạc phim của Để Dành năm 1998, Lời Chưa Nói, nhạc phim Phía Trước Là Bầu Trời năm 2002. Hát nhạc phim Hạnh Phúc Máu, nữ ca sĩ Trần Thu Hà đã một lần nữa phô diễn giọng hát kỹ thuật, đầy nội lực và giàu cảm xúc. Ca khúc nhạc phim cũng là sản phẩm mới của Hà Trần sau thời gian tham gia chương trình The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ. Trước đó, nữ ca sĩ không tham gia game show, chủ yếu tập trung làm album, tổ chức đêm nhạc trong và ngoài nước. Phim điện ảnh tâm lý kinh dị Hạnh Phúc Máu dự kiến công chiếu chính thức vào ngày 25 tháng 11 tới. Phim xoay quanh các uẩn khúc trong gia tộc Vương Đình, nơi hứng chịu bi kịch từ lề thói gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gạo cội như Kim Xuân, Lê Thiện, Công Ninh, Ngân Quỳnh. Mới đây, đại diện công ty cổ phần hãng phim Chánh Phương đã thông tin về việc gửi đơn kiện công ty TP Entertainment do vợ chồng diễn viên Thanh Thúy Đức Thịnh đại diện với lý do kiện là tranh chấp hợp đồng góp vốn. Theo đại diện công ty cổ phần hãng phim Chánh Phương, đơn kiện đã được Tòa án Nhân dân quận 1 TP.HCM thụ lý vào ngày 26 tháng 10. Theo thông tin từ văn bản, lý do kiện là do tranh chấp hợp đồng vay vốn. Công ty cổ phần hãng phim Chánh Phương yêu cầu công ty TP Entertainment thanh toán hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền góp vốn còn lại là hơn 4,4 tỷ đồng, lãi vay phát sinh là hơn 585 triệu đồng, chi phí quảng cáo và quảng bá phim là hơn 840 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, phía công ty TP Entertainment, đại diện là diễn viên đạo diễn Đức Thịnh cho biết, phía công ty đã ủy quyền cho luật sư làm việc với các bên liên quan, mọi việc chờ tòa phân xử và công ty không đưa ra ý kiến vào thời điểm này. Được biết, vụ kiện này liên quan đến bộ phim Người Cần Quên Phải Nhớ ra rạp vào năm 2020 do nghệ sĩ Đức Thịnh làm đạo diễn, Charlie Nguyễn sản xuất. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, được nhà sản xuất công bố đầu tư kinh phí 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi công chiếu vào thời điểm cuối năm 2020, Người Cần Quên Phải Nhớ chỉ thu về 3,9 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Việt Nam. Đạo diễn Charlie Nguyễn cũng từng tiết lộ bộ phim lỗ khoảng 23 tỷ đồng, gọi đây là thất bại lớn của mình và ekip. Ban tổ chức cuộc thi Miss Universe 2022 vừa chính thức công bố và đăng tải hình ảnh profile chính thức của các đại diện tham gia năm nay. Trên trang chủ cuộc thi, đại diện Việt Nam Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện nổi bật với layout sắc sảo và quyến rũ. Trong bộ ảnh, Ngọc Châu diện thiết kế màu đỏ rực, được đính kết bắt mắt. Mỹ nhân gốc Tây Ninh thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh. Phong cách trang điểm sắc sảo, màu son đỏ cùng mái tóc bồng bềnh cũng làm tôn lên vẻ đẹp chuẩn hoa hậu của người đẹp. Theo ekip, bộ ảnh được lấy cảm hứng từ những ngọn lửa của Phượng Hoàng, hình ảnh Ngọc Châu mang đến Miss Universe 2022 sẽ là một Vina Woman không bao giờ bỏ cuộc, hoàn thiện bản thân và luôn hướng về tương lai. Hiện Ngọc Châu đang có mặt tại Philippines để tập luyện cùng huấn luyện viên Carlos, thầy giáo của Miss Universe 2018. Người đẹp dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng catwalk, học tiếng Anh online và thăm thú nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Trước thềm dự thi, đại diện Việt Nam đã lọt mắt xanh của nhiều chuyên gia sắc đẹp. Đồng thời, nàng hậu cũng được 4 Miss Universe nhấn nút theo dõi trang cá nhân.